Nam em thừa nhận đã bỏ trốn, tiết lộ chồng sắp cưới không thể sống thiếu mình. Nam em và bạn trai có dấu hiệu bất ổn trong những ngày qua. Mới đây, thông tin về nam em bỏ đi khỏi nhà tại Đà Lạt và hình ảnh cô nàng xuất hiện ở chùa đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Thậm chí còn có một cái bài đăng cho biết là chồng sắp cưới của cô đã phải đi kiếm người đẹp khắp nơi. Trong cái livestream gần nhất thì nam em tiết lộ rằng sự việc bản thân cô bỏ đi là có thật. Sau khi cãi nhau với bạn trai Bùi Hữu Cường, mỹ nhân quê Tiền Giang đã bỏ nhà đi trong 4 ngày. Sau khi giảng hòa thì cả hai tiếp tục gương vỡ lại lành và thiết lập những cái kế hoạch mới cho tương lai. Ngoài ra nam em còn đặt câu hỏi cho bạn trai rằng anh có hối hận khi đến với em không? Thì doanh nhân Bùi Hữu Cường thể hiện sự yêu thương bạn gái và anh chàng cho biết là không hối hận và đồng ý với câu nói là thiếu em là thiếu tất cả. Sau đó thì thưa quý vị, nam em còn để lại trạng thái cho biết lý do chọn bạn trai Hữu Cường dù đã gặp nhiều sóng gió trong thời gian vừa qua. Cô nói rằng là yêu cái người mà sẵn sàng đứng ra bảo vệ em trước cả ngàn lời gièm pha, nói xấu. Chứ đừng có yêu cái người mà nghe vài ba lời không tốt về em rồi đã vội vã tin, đã vội vã chất vấn, đã vội không em xem em ra gì cả. Và hiện tại thì nam em và bạn trai đã chuyển hẳn đến Đà Lạt để sinh sống và làm việc. Người đẹp quê Tiền Giang cho biết rằng là cô ta tìm thấy sự bình yên tại đây và được chữa lành tâm hồn. Trong thời gian vừa qua thì nam em không còn hoạt động nghệ thuật mà livestream để bán hàng cùng chồng sắp cưới và trợ lý riêng của mình. Thì quý vị cũng đã biết qua một số những tin tức về nam em trong thời gian vừa qua. Thì theo như giống như Quốc Võ nghĩ đó là hiện tại bây giờ là cái người mà thân cận và yêu thương nam em nhất đó là chính là bạn trai là Bùi Hữu Cường thôi quý vị. Bởi vì cậu ấy rằng đã quá nhiều những cái thời gian đã sống cạnh nam em trong những lúc thăng trầm. Ha. Quá nhiều cũng không phải phải chính xác là quá nhiều nhưng mà cũng hơn 1 2 năm nay là cũng đủ để mà chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái tình cảm gắn bó của hai người như thế nào rồi. Và trong khi mà nam em đó, đang đứng coi như là trong một cái trạng thái là tâm hồn không được ổn định đó. Ha, bị trầm cảm rồi bị coi như là tẩy chay rồi buôn bán như thế nào này đó không được như là ổn định giống như trước đây hoặc là buông bỏ luôn cả những cái vấn đề về nghệ thuật thì cái người mà đứng bên cạnh nam em trong suốt thời gian vừa qua chỉ có là một mình Bùi Cường thôi. Vì vậy cho nên là mình thấy rõ ràng là Bùi Hữu Cường vẫn là cái chỗ dựa tinh thần mà lớn nhất của nam em trong thời gian này thưa quý vị. Hôm nay thì có một cái bài báo nói rằng là Lệ Nam thay đổi diện mạo để khác nam em. Chấm dấu hỏi. Vì sở hữu diện mạo giống nam em nên Lệ Nam ngồi không cũng nhiều lần nhận đến những bình luận tiêu cực. Thời gian qua Lệ Nam chăm chỉ tái xuất mạng xã hội sau chuỗi ngày im hơi lặng tiếng vì biến cố. Cô đăng tải hàng loạt video với nội dung hài hước tích cực trên trang cá nhân. Song thì Lệ Nam lại bị đông đảo khán giả nhận nhầm thành em gái song sinh nam em vì ngoại hình giống nhau. Thậm chí nhiều người còn để lại bình luận tiêu cực vì nghĩ rằng cô là hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015. Và gần đây đó thì Lệ Nam bất ngờ có cái màn lột xác ngoạn mục về ngoại hình. Cô cắt phăng mái tóc và bồng bềnh, hơi hướng beauty queen. Người đẹp để tóc tém ôm sát gương mặt và trông khá lạ lẫm. Cái diện mạo hiện tại dường như đã giúp cho Lệ Nam trở nên khác biệt hơn so với em gái nam em. Một khán giả đã để lại nhận xét rằng là giao diện này mới khác với nam em và Lệ Nam cũng chả thả yêu thích cho bình luận này, được cho là đang ngầm đồng tình với ý kiến trên. Đặc biệt thì theo các màn thay đổi này vẫn không khiến cho Lệ Nam bị sa sút phong độ về sắc vóc. Người đẹp Tiền Giang vẫn được khen ngợi là ngày càng sắc sảo, cá tính tựa như là mỹ nhân Latin. Không những vậy, Lệ Nam còn được công chúng réo gọi một lần nữa tái xuất đường đua nhan sắc. Đó quý vị thấy không? Đây là cái hình ảnh mới nhất của mà Lệ Nam. Và cách đây không lâu đó thì mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Lệ Nam lần thứ 3 thi đấu tại cuộc thi hoa hậu. Tuy nhiên thì người trong cuộc vẫn giữ im lặng và không đưa ra phản hồi. Nếu câu chuyện này diễn ra thì Lệ Nam chắc hẳn sẽ là một đối thủ sừng sỏ khiến nhiều người đẹp khác phải e dè và lo ngại. Lệ Nam sở hữu một nhan sắc thu hút, kỹ năng trình diễn tốt cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dặn. Cô từng hai lần tham gia Miss Universe
và đạt thành tích là ấn tượng như là top 16 mùa giải 2022 và top 10 mùa giải 2023. Và cũng trên một trang báo thì có một bài viết của một cái người phóng viên tên là Mia, thì có viết là chị gái Nam Em trở nên khác lạ nhiều sau nhiều biến cố. Không thể nhận ra Lệ Nam, chị gái song sinh của Nam Em sau một thời gian cô nàng ở ẩn. Và mới đây thì người mẫu Lệ Nam, chị gái của Nam Em bất ngờ cập nhật lại trang cá nhân. Tuy nhiên diện mạo của cô nàng có phần khác lạ hơn nhiều so với trước đây. Rũ bỏ cái phong cách là nàng thơ như mọi khi thì người đẹp quê Tiền Giang trở nên mạnh mẽ hơn. Với mái tóc là ngắn cũng, rẽ ngôi kết hợp trang phục áo sơ mi, crop top hở eo. Đó, đây là những cái bộ ảnh chụp. Có phần sắc sảo thưa quý vị. Và thời gian gần đây đó thì Nam Em và chị gái không còn sống chung do một số biến cố cá nhân. Thậm chí Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long còn lên tiếng đòi bóc phốt chính chị ruột của mình nếu như Lệ Nam không tham gia tu hành. Nguyên nhân có thể vì Lệ Nam không ủng hộ em gái tiếp tục quen bạn trai hiện tại. Và trước đó đó thì trong cái bài phỏng vấn riêng với là tờ báo báo chí thì xin chị ruột của Nam Em từng thể hiện là khá yêu thích tính cách của em rể tương lai. Tuy nhiên trong cái giai đoạn mà Nam Em và bạn trai vướng lùm xùm livestream thì chị gái của cô bất ngờ đăng tải những dòng trạng thái đầy khó hiểu. Như rằng là bây giờ Bùi Hữu Cường là bạn trai Nam Em đó, cô lập hết tất cả các mối quan hệ xung quanh Nam Em. Giờ cả em tôi cũng nghĩ không ai thương bả hơn ông Cường. Xin cứu cái gia đình của tôi, sao mà có thể nghĩ cái gì cũng xấu xa vậy? Và trong cái thời gian mà Nam Em bị chỉ trích đó, thì Lệ Nam cũng ở ẩn hẳn luôn. Cô hiếm khi xuất hiện ở các sự kiện giải trí và cập nhật cuộc sống trên trang cá nhân của mình. Nói về Lệ Nam á, thì cô ấy là cái nghệ danh là Nam Anh, sinh năm 1996, cao 1m75, số đo 3 vòng là 86, 60, 94 cm. Người đẹp biết đến là chị gái song sinh của Nam Em, cô đã từng nhiều lần tham gia cái cuộc thi người mẫu lớn nhỏ trong nước. Đó. Và năm 2022 thì mỹ nhân lọt top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và đặt danh hiệu là gương mặt đẹp nhất. Năm 2023 đó thì Lệ Nam là tiếp tục dự thi Miss Universe Việt Nam nhưng chỉ lọt vào top 10 chung cuộc thôi. Sau đó thì người đẹp bắt đầu rẽ hướng sang con đường là âm nhạc và viết sách thưa quý vị. Và ngay ngày hôm nay đó thưa quý vị thì trên một cái tờ báo lớn là báo Dân Việt đó, có một cái bài viết là Đàm Vĩnh Hưng bị Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xử lý vì vi phạm các quy định về hoạt động trình diễn nghệ thuật. Wow, cái này cũng hơi lớn nha quý vị. Đó, ngay ngày hôm nay luôn. Liên quan đến vụ nam ca sĩ mặc trang phục và đeo những cái huy hiệu lạ khi biểu diễn thì Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý Đàm Vĩnh Hưng vì các vi phạm quy định về hoạt động trình diễn nghệ thuật. Và buổi chiều ngày 13 tháng 6, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trả lời báo chí về trang phục và những huy hiệu lạ của Đàm Vĩnh Hưng trong cái đêm nhạc Ngày Em Thắp Sao Trời diễn ra vào ngày 4 tháng 5 2024. Theo đó, cơ quan này khẳng định Đàm Vĩnh Hưng đã vi phạm các quy định về hoạt động trình diễn nghệ thuật. Sở Văn hóa Truyền thông đang thực hiện các đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Và đại diện của sở cho biết Sở Văn hóa Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã lắng nghe ý kiến từ các nhà quản lý văn hóa, đại biểu Quốc hội, các lãnh đạo lão thành và lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn, hội đồng nghệ thuật để thẩm định các yếu tố biểu diễn liên quan những nội dung báo chí và người dân phản ánh trong chương trình trên. Và các ý kiến đã nhận định những cái tiết mục trình diễn thông qua nghệ thuật sân khấu cùng việc sử dụng trang phục cách điệu theo phong cách quân đội nước ngoài và các phụ kiện với biểu tượng là huy chương trên trang phục của ca sĩ không phù hợp nội dung với các tiết mục và tổng thể chương trình, không phù hợp với cái giá trị văn hóa Việt Nam, dễ liên tưởng đến các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị. Và những nội dung trên đã vi phạm các quy trình về hoạt động trình diễn nghệ thuật. Sở Văn hóa và Thể thao đang thực hiện các việc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Và trước đó vào tối ngày 8 tháng 5, sau khi vướng phải những chê trách từ khán giả vì sử dụng trang phục có gắn một số những huy hiệu lạ trên thân áo,
Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng xin lỗi và tự nhận có chút bất cẩn khi để sự việc ồn ào và không đáng có sau show diễn cá nhân của mình. Đồng thời, Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định bản thân không có ý đồ xấu như những cái hình ảnh cắt ghép vô căn cứ trên mạng xã hội. Thay vào đó, anh chỉ suy nghĩ đơn giản là mong muốn tạo nên phong cách mới mẻ về trang phục biểu diễn đến khán giả. Và Sở Văn hóa Thể thao đã mời công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếng Hát Việt, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nhà thiết kế trao đổi và có biên bản ghi nhận các ý kiến phản hồi. Sở cũng đã nhắc nhở, đề nghị công ty Tiếng Hát Việt, các cá nhân tham gia biểu diễn sáng tạo nghệ thuật cần nâng cao hơn nữa những ý thức trách nhiệm, nhận thức chính trị, chú ý đến về vấn đề trang phục, hình thức trình bày, tránh gây phản cảm và các tác động tiêu cực đến dư luận và xã hội trong thời gian tới. Đó quý vị, thì chúng ta sẽ cùng xem coi là có những thông tin gì mới hay không trong cái việc này. Và Quốc Võ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trên chương mục là tin nóng showbiz cho mọi người cùng xem nhé. Và mến chúc cho tất cả quý vị một ngày thật là bình yên, hạnh phúc và thân tâm thường an lạc nhé. Bây giờ xin mời quý vị hãy theo dõi một số những thông tin thương mại đặc biệt trong ngày hôm nay. Có những đợt khuyến mãi gì không? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hello cả nhà thân mến. Hôm nay Quốc Võ có một góc riêng rất là ấm cúng như thế này. Để mình pha trà, mình mời cả nhà mình ha. Xin mời cả nhà mình. Đó. Cái trà này uống rất là tốt quý vị. Thơm ngon. Đặc biệt á, là trà này là trà chữa bệnh chứ không phải là trà mà giống như là trà khác nha. Không phải là trà xanh hoặc là ổ long nha quý vị nha. Cái trà này đó uống vô đó là để giảm mỡ trong máu, quân bình lượng đường huyết ha. À, giúp cho ngủ rất là ngon, giúp cho tránh vấn đề về đau khớp. À, rất tuyệt vời luôn. Đây nè quý vị nè, trà này nè. Ashitaba của Nhật Bản. Cái hộp này á, chúng ta mở hộp ra thì chúng ta thấy bên trong có 6 ngăn tất cả. Đây, 6 ngăn. Mỗi ngăn như vậy là 10 gói. Như vậy là 60 gói ha. Và hiện tại bây giờ thưa quý vị, cái giá bán chỉ có 65 đô la cho một hộp thôi. Wow, rất rẻ luôn. Sản phẩm từ Nhật Bản 100% nha, sản xuất tại Nhật Bản 100% luôn. Thì thưa quý vị, cái trà này đó được làm từ cái lá cây Ashitaba trong một cái vùng biển của Nhật Bản, mà cái vùng biển này rất là đặc biệt luôn, một hòn đảo đó. Và trong cái lá cây Ashitaba này đó nó có cái chất gọi là chất chao con. Cái chất chao con này nó giúp cho chúng ta ngủ rất là ngon, giúp cho chúng ta giảm mỡ trong máu ha, tránh đau khớp, quân bình lượng đường huyết rất là hay. Cho nên là các nhà khoa học của họ mới nghiên cứu cái lá cây này và họ làm thành những cái loại trà cho dân của họ uống. Nhưng mà sau này thì chúng ta may mắn là chúng ta cũng sở hữu được là xuất khẩu qua Mỹ rồi quý vị ha. Cho nên là Quốc Võ rất là vui khi mà mình làm đại lý của hãng trà này. Nhưng mà trong cái mùa tri ân khách hàng của Quốc Võ này đó, thì mình sẽ có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt dành cho các khán giả của mình, khán giả thân thương của mình. Là nếu như quý vị nào mà mua 4 hộp trà này thì quý vị sẽ được tặng free một hộp. Đó, đặc biệt không? Mỗi hộp có 65 đô la thôi mà chúng ta mua 4 hộp là chúng ta được tặng free một hộp rồi. Và chưa hết đâu, còn được tặng thêm một bịch mứt tắc mật ong nữa. À, cái này nè, mùa này cảm cúm nhiều quý vị ha, cảm sổ mũi nhức đầu rồi ho rồi khan tiếng tùm lum hết á, thì mình ăn cái mứt này nè rất là ngon và nó tăng cường vitamin C cho mình nữa. Thì mình ăn mứt, mình uống trà đó. Thì trong cái mùa tri ân khách hàng quý vị ha, Quốc Võ sẽ có được khuyến mãi rằng là nếu quý vị nào mà mua 4 hộp trà này thì quý vị sẽ được tặng thêm một hộp nữa và tặng thêm một bịch mứt nữa ha. Đó, mau mau mình order để mình có trà mình uống quý vị ơi. Thì cái số điện thoại của Võ đó là 714-247-9474 nha, 714-247-9474. Hoặc là quý vị nào mà ở Việt Nam hoặc là Canada thì có thể là liên lạc qua cái Zalo. Zalo là +1 714-247-9474 nha, +1 714-247-9474. Rồi, mời mọi người. Đó, mình cứ pha trà như vậy nè, cái bình thủy tinh như vậy mình uống thơm ngon lắm quý vị. Bây giờ thì Quốc Võ sẽ giới thiệu cho quý vị một sản phẩm rất đặc biệt. Đây nè, đông trùng hạ thảo. Wow, nghe tên nghe đã không? Đông trùng hạ thảo tinh chất từ Bhutan. Bhutan là một đất nước có đông trùng mà tốt nhất thế giới, ở trên đỉnh núi tuyết quý vị. Bây giờ có nhiều cái đông trùng mà nhân tạo họ trồng cấy từ Tây Tạng, từ Trung Quốc rồi từ Việt Nam vân vân. Nhưng mà cái đông trùng mà tinh chất từ con đông trùng thiên nhiên ở trên đỉnh núi tuyết á, thì chỉ có Bhutan thôi quý vị mới là tuyệt vời. Thì cái nhà khoa học của Mỹ họ mới đem về, họ nghiên cứu từ cái con đông trùng Bhutan đó và chế ra thành những viên con nhộng để họ bán, để cho cái giá thành nó giảm xuống, nó rẻ xuống, để cho ai cũng có thể là sở hữu được. Mỗi hộp này vậy quý vị chỉ có 200 đô la thôi, 200 đô la trong hộp này thôi, 90 viên tất cả quý vị. Mỗi ngày chúng ta uống 2 viên vào buổi sáng trước khi ăn,
Một hộp này chúng ta uống 1 tháng rưỡi là hết. Chỉ có $200 thôi quý vị. $200 nha. Rất tuyệt vời luôn. Mà nếu như á mà quý vị nào mà mua 2 hộp Đông trùng hạ thảo này thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một hộp trà Acetoba này miễn phí. Hộp trà này giá trị là $65. Nếu quý vị nào mà mua 2 hộp Đông trùng, mình tặng cho quý vị một cái hộp trà này miễn phí. Đồng thời tặng thêm một chai dầu Tibet nữa. Chai dầu Tibet này đó là giúp cho chúng ta là mình thoa vào, ví dụ những chỗ nào mũi cắn, chúng ta bị sổ mũi trước đầu, chúng ta bị đau lưng, đau mình mẩy gì đó quý vị. Nó thay thế dầu xanh đó, giống như là dầu nóng vậy đó, dầu xanh đó, nhưng mà cái mùi là mùi quế rất là thơm ha, và cũng sản xuất tại Mỹ luôn. Cho nên là cái quà tặng rất tuyệt vời luôn. Nếu quý vị nào mà mua 2 hộp đông trùng, quý vị sẽ được tặng là một hộp trà này và một chai dầu này, hai thứ này. Tổng phần quà cộng lại là $80. Nếu quý vị nào mua 2 hộp đông trùng hạ thảo ha, thậm chí là quý vị được free ship luôn. Nếu quý vị nào ở Mỹ hoặc là Việt Nam, tất cả các nơi nào tại nước Mỹ hoặc là tất cả các tỉnh thành nào tại Việt Nam đều được free ship luôn quý vị. Chỉ có $400 cho 2 hộp đông trùng thôi thì được free một hộp trà và một chai dầu, free ship luôn quý vị nha. Ha, một cái đợt riêng khách hàng quá tuyệt vời luôn. Và mọi người hãy mau mau nhanh tay nhắn tin hoặc là điện thoại cho Quốc Võ. Số điện thoại là 714-247-9474 ha, nhắc lại là 714-247-9474 hoặc là số Zalo là +1 714-247-9474 ha, nhắc lại số Zalo là +1 714-247-9474. Rồi, mời cả nhà mình một cái tách trà nha. Bây giờ còn một sản phẩm đặc biệt nữa quý vị. Fukodan. À, mọi người mà biết tìm hiểu về thuốc, những dược thảo mà tuyệt vời đó, thì không ai không biết là Fukodan. Fukodan là tinh chất từ Nhật Bản. À, người ta đã tìm ra cái chất này cả trăm năm trước rồi quý vị. Và người ta dùng nó để cho là ngăn ngừa và điều trị ung thư. Tuyệt vời. Thì hiện nay nó còn nằm trên bàn đây quý vị. Đây. Một cái chai Fukodan. Quá tuyệt vời. Ngày xưa cái chai này quý vị biết là nó mắc tiền dữ lắm luôn. Nhưng mà bây giờ làm tại Mỹ 100% USA, Made in USA. Chỉ có $200 thôi quý vị. Có ai mà tin được cái chai Fukodan mà chỉ có $200 không? Mà làm tại Mỹ 100% quý vị. Thấy không? Cho nên á, là thưa quý vị, đây là một cái thần dược mà để ngăn ngừa ung thư. Hiện tại bây giờ hả, ung thư quá nhiều đi. À, thực phẩm rồi bị ngộ độc rồi, rồi rau củ quả thì người ta xịt thuốc trừ sâu vô đó để người ta làm cho cái rau nó tốt tươi vậy đó quý vị, rồi nó ăn vô nó lại là tác hại ung thư rất là nhiều luôn, cho nên người ta sợ dữ lắm. Cho nên người ta cần cái loại thuốc mà để ngăn ngừa ung thư thì Fukodan là thuốc, loại thuốc duy nhất và tuyệt vời nhất gọi là để ngăn ngừa ung thư, và thậm chí là hỗ trợ cho cái việc mà điều trị về hóa trị và xạ trị, ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển. Fukodan là the best luôn, tốt nhất. Thưa quý vị, đây. Còn bổ thận, bổ gan, bổ phổi là cái chuyện đó rất là bình thường rồi, phải không ạ? Đông trùng hạ thảo hoặc là Fukodan đều mang tính chất là bổ gan, bổ thận, bổ phổi. Đông trùng thì giúp đỡ thêm cho chúng ta về vấn đề về tránh tiểu đêm, tiểu nhất. Còn Fukodan thì nó mạnh, rất là mạnh về vấn đề về ung thư. Cho nên là đây là một loại thuốc mà để ngăn ngừa ung thư là tuyệt vời nhất. Và hiện tại bây giờ giá bán bao nhiêu quý vị? $200 thôi, mình nói rằng không thể tin được. $200 cho một hộp này mà tới 180 viên luôn quý vị. Nếu như mình chưa bao giờ có bị ung thư, mình sợ mình bị, mình ngăn ngừa đó, thì mình uống ngày 2 viên thôi. Còn nếu như chúng ta đang bị ung thư thì tùy theo giai đoạn nặng hay nhẹ mà chúng ta uống là từ 4 tới 6 viên cho mỗi ngày nha. Còn chúng ta chỉ để ngăn ngừa thôi thì chúng ta uống ngày 2 viên thôi. 180 viên này chúng ta uống được 3 tháng như quý vị nha. Chỉ có $200 thôi quý vị. Giá quá rẻ luôn. Đó. Nhưng mà chưa hết đâu. Trong cái mùa tri ân khách hàng, Quốc Võ sẽ để cho quý vị một cái giá đặc biệt và khuyến mãi đặc biệt luôn. Tức là nếu quý vị nào mà mua 2 hộp Fukodan này thì quý vị sẽ được tặng free một cái hộp trà Acetoba này. Ha, tặng free một hộp trà này. Giá hộp trà này là $65, tặng free luôn. Kèm theo một chai dầu Tibet nữa. Chai dầu này giá $15, tặng free luôn. Tức là tổng của hai cái phần quà tặng này là $80. Nếu như quý vị nào mà mua 2 hộp Fukodan, tặng free 2 hộp này. Đồng thời free ship cho quý vị luôn nha, free ship luôn. Đó. Quý vị có thể order cái là 2 hộp đông trùng, hoặc là quý vị có thể order 2 hộp Fukodan, hoặc là thậm chí quý vị có thể là order mỗi thứ một hộp, miễn sao cộng lại là 2 hộp thôi là ok. Đều được free một cái hộp trà Acetoba và free một cái dầu này và free ship.
nha quý vị. Đó, không có cái đợt khuyến mãi tuyệt vời nào bằng cái đợt này hết quý vị, bởi vì mình chia cho khách hàng đó. Mỗi năm như vậy thì có một vài lần để chia cho khách hàng đó, thì mình có những cái đợt khuyến mãi thế này để mình cảm ơn, mình tri ân khách hàng. Thì quý vị hãy mau mau điện thoại hoặc là nhắn tin cho Quốc Võ, số điện thoại là 7142479474 nha, 7142479474, hoặc là cái Zalo là +1 7142479474 nha quý vị nha, +1 7142479474. Đó, quá tuyệt vời. Rồi Quốc Võ mời cả nhà mình cùng nâng ly ha. Cái trà này nó thơm dữ lắm, uống cả ngày vậy đó. Và nhân dịp cái ngày mới đó, thì Quốc Võ xin mến chúc cho tất cả quý vị một ngày mới thật là bình yên, hạnh phúc và thân tâm thường an lạc nha. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới nha. Ok, xin tạm biệt quý vị.